Về khi đến cái khu bên này thì đây cũng là mỗi khu á, nó sẽ thiết kế cho mình mỗi cái khu nhà ở ở đây. Thì ở đây là các cái bồn rửa tay, họ làm bằng đá. Các cái gùi này mang đi. Ở đây là những cái dây, những cái dây này của những cái cây mà trên rừng nè má. Họ đem về, họ thiết kế ở đây cái ngôi nhà này nè. Lẹ quá ha. Nè, má mang không? Dạ, Tô Lê xin kính chào cô chú, anh chị và các bạn. Đến thời điểm bây giờ thì Tô Lê đang đứng tại cái khu du lịch sinh thái của người Ơ Đê tại Buôn Mơ Thuột, thuộc tỉnh Đắk Lắk. Thì khi mà tới đây thì Tô Lê cũng chưa có hiểu gì về cái nơi khu du lịch sinh thái này bao nhiêu hết á. Cho nên có cái gì Tô Lê sẽ chia sẻ cho cô chú xem nha. Đây là cái cầu đi lướt qua cái bên cái khu du lịch bên này. Ở đây đa số những cái điểm ẩm thực như thế này thì người ta cất bằng cái chòi tranh như thế này nè. Anh Bảo quay qua góc kia kìa. Đứng hướng bên này mà tôi lên nhìn qua bên góc bên kia thì có những cái chòi tranh. Tại đây những cái chòi tranh này thì ở đây họ cất lên, họ sẽ cho mình thuê. Những cô chú anh chị nào đến đây du lịch thì sẽ đây là nơi mà ăn uống mình nghỉ ngơi tại đây. Em mình đi vô vòng vòng trong đó nó có khu du lịch nữa hả? Hay đi đường nào vô? Mình đi qua đây là có một cái khu cà phê. Cái này là nhà hàng gì em? Sinh thái. Nhà hàng sinh thái. Dạ. Vậy thôi hả? Không có cái tên gì hả? Có Buôn Thôn. Gì? Mình Buôn gọi Thôn. Là... Dạ, Buôn khu Thôn. Du lịch sinh thái Buôn Thôn. Eco Dông được. Eco Dông. Dạ, rồi, cảm ơn em. Dạ. Rồi. Con đi đường nào ra vậy con biết? Dạ. Đi đường nào ra đây nữa hả? Dạ, bước qua cái hàng rào á. Cảm ơn con. Ủa bà má đâu? Trời ơi. Ủa mé đi đâu? Ủa có phải những cái ngôi nhà này là những cái khu mà mình resort không Bảo, giống như là mình thuê mình ở đây không? Đẹp quá hả? Tại cái khu du lịch sinh thái này thì có những cái ngôi nhà mình để mình nghỉ dưỡng tại đây. Thì ở đây họ thiết kế giống như là một cái ngôi nhà sàn của người dân tộc. Đây nè, đây là nhà sàn. Khi mình bước, mình đi lên thì mình phải bước lên trên này. Đây là biểu tượng hai cái nhũ hoa. Người phụ nữ. Dạ. Yeah. Ở đây có cái biểu tượng đây rất đẹp. Mẹ bồng con. Những cái khu nhà này đều thiết kế cũng gần giống nhau, là khu nhà gỗ, nhà sàn hết. Để tí xíu nữa tôi lên hỏi thăm thử là ở đây cái dịch vụ mình cho thuê một cái căn phòng như thế này thì khoảng bao nhiêu tiền. Dạ rồi, tôi lên đi tiếp về bên này nha. Đây là lần đầu tiên mà tôi lên khám phá ở cái khu du lịch sinh thái của người Ơ Đê như thế này. Dạ, đến đây thì cô chú sẽ nhìn thấy đây là nhiều cái biểu tượng bằng gỗ mà họ giống như là phiên bản lại những cái hình ảnh mà ngày trước kia những cái cô chú người dân tộc ở đây. Đây là gùi chum nè, cái chum ở trên vai vác.
đây, bên đây. Rồi đây nè, đội à, đội trên đầu. Đây phía bên này cũng là, nhưng mà mỗi cái nhà nó có một cái tên khác nhau nha. Cái này xăng Gaku. Ở bên kia là cái gì nãy mình quên đọc rồi. Cái này là xăng Mê Nam. Ủa mình lên trên này được không? Tắt đi. Mình lên đường nè. Về khi đến cái khu bên này thì đây cũng là mỗi khu á, nó sẽ thiết kế cho mình mỗi cái khu nhà ở ở đây. Thì ở đây là các cái bồn rửa tay, họ làm bằng đá. Các cái gùi nè. Mang đi. Ở đây là những cái dây, ô, những cái dây này của những cái cây mà trên rừng nè má. Hà đem về hà thiết kế ở đây cái ngôi nhà này nè. Lẹ quá ha. Nè má mang không? Má. Nhưng mà không có mặc đồ vest để mặc cái đồ kia. Dạ. Xin chào cô chú. À, đến đây thì tôi gặp rất là nhiều cô chị là người dân tộc ở đây. Dạ. Dạ, xin hỏi chị tên gì? Tên thường gọi là Belan á. Belan, à, dạ. Chị làm việc ở đây lâu chưa? Lâu, 3 năm rồi. 3 năm? Dạ. Chị ở gần đây không? Gần ở xã Epoch á, khoảng 30 cây á. À, rồi. Dạ, được rồi. À, em muốn chụp một tấm hình để làm kỷ niệm. Dạ. Khi mà em đến đây, chị là người dân tộc gì? Dạ, ở dân tộc ở đây đó. Ở đây, dạ, dạ rồi. Dạ. Phía trên keo này thì có cái ngôi nhà truyền thống phải không chị? Ngôi nhà truyền thống phải không anh? Dạ. Của người dân tộc ở đây. Dạ. Dạ thôi. Đây là cái ngôi nhà truyền thống mà họ khắc họa lại cái ngôi nhà của người dân tộc ở đây. Ngôi nhà mái lá thiết kế bằng gỗ tre, thân nhà thì bằng gỗ. Đây là khu nhà sàn rất là đẹp, hình như họ đang sửa chữa gì thêm á, đang còn sửa chữa. Ở phía bên này thì cũng có những cái khu nhà họ cho thuê nè, gọi là cái phòng nghỉ dưỡng. Ở đây thì cho thuê thì họ cũng làm bằng cái mái tranh. Thiết kế cũng giống như là một cái ngôi nhà của người dân tộc hết. Ở đây thì có nhiều cái nhà hàng như thế này, nhưng họ đều thiết kế nó giống như là một cái nhà sàn gỗ của người dân tộc hết. Đây là quán cà phê. Đồ ăn mình đi mấy người à?
7 người. Quán cà phê giải khát. Đây là cái khu ẩm thực nước giải khát. Mà cô chú đến đây thì có thể ngồi nhâm nhi một ly cà phê hoặc uống nước ly giải khát, ngắm cái dòng suối chảy như thế này nè. Tôi lê đi ngược qua bên này, xung quanh cái con suối này. Đề số ở đây được thiết kế bằng bàn gỗ, ghế gỗ. Nhìn về phía bên này, đây là những cái phòng mà mình có thể nghỉ ngơi tại đây. Cho nghỉ lại tại đây nè. Tôi Lê có hỏi thăm một chị thì nói là một cái phòng như thế này thì có giá thuê một ngày đêm là 1.6 triệu. Ở đây có máy lạnh luôn á, ở đây họ thiết kế đầy đủ luôn, toilet, máy lạnh, phòng ngủ, niệm ở trong phòng đầy đủ hết. Nhưng mà hình thức bên ngoài giống như là một cái ngôi nhà của người dân tộc thiểu số ở đây thôi. Cái bên trong thì họ trang bị giống như là một cái ngôi nhà, một cái khu mà một cái ngôi nhà mà nghỉ dưỡng giống như khách sạn vậy đó. Ở đây họ quán cà phê nhưng mà họ thiết kế như thế này, đi vòng xung quanh cái con suối này. Thì cô chú ngồi xung quanh đây nè để ngắm. Để ngắm suối nè, đây suối nè. Đây là những cái tượng gỗ khắc họa lại người dân tộc ở đây ngày trước ha. Tôi làm gì cứ cô đó tôi có làm gì đó. Giống như em nè. Nè. Chi hả? Nghe nói mấy người đó tao chia mặt này. Họ chia mặt, họ chia ở dưới luôn. Quay cảnh quen bên trước. Tôi lên nhìn lên phía cao cao kia không biết là cái ngôi nhà gì trên đó. Nhưng mà ở đây họ thiết kế là bằng hai cái bàn chân như thế này. Nó rất là đẹp. Mình đi là mình phải dậm lên hai cái bàn chân này thôi chứ không còn cách nào khác. Đây cũng là cái nhà hàng mà bằng gỗ, bằng sàn gỗ. Nhưng hiện tại thì không biết này nhà hàng này có hoạt động hay không. Mà hiện tại thì tôi thấy trống trơn à. Ô trên đó là cái gì mà keo trên đó chứ vậy? Khi mà tôi leo lên cái bậc thang cao ở trên này thì trên này nó cũng có nhiều cái phòng nghỉ dưỡng ở đây nè nha. Ở đây tôi thấy nó sang trọng hơn ở phía dưới nữa hả? Nó cũng là biểu tượng. Nó cũng là biểu tượng của cái nhà sàn. Không, lúc nãy hỏi cái chị thì chị nói là biểu tượng của búa rìu. Khi mà đưa mẹ tôi lên đến đây á, mẹ tôi lên rất là thích luôn. Ở đây nó mát mà nó im lặng. Tại đây thì có nhiều cái ngôi nhà sàn như thế này, sàn gỗ. Nếu có dịp thì chắc là tôi Lê cũng sẽ
cha mẹ tôi lên đến đây nghỉ dưỡng vài hôm để thưởng thức được cái cảnh thiên nhiên, và mỗi buổi sáng buổi chiều nghe được tiếng chim hót, tiếng ve sầu kêu rất là lãng mạn. Phía trên đây thì thiết kế một cái gùi của người đồng bào rất là lớn, đẹp lắm. Vậy rồi thôi mình đi xuống dưới. Đây là đi xuống khi chừng ra sáng được ta đi. Vậy hả? Đặc biệt có một cái là cái gùi này á, ở đây được thiết kế những cái dây điện nó chạy theo cái vòng của cái gùi, ban đêm thì rất là đẹp. Sáng trưng luôn, sáng rực luôn ha. Thế con bé đi bên đó, con đi bên đây. Đi cái chân đi khác đi. Đi bên kia. Ở đây thiết kế một cái tăng cấp á, mình đi mày bằng những cái chân thế này. Cái chân nó bật. Đến đây cả nhà tôi lê rất là vui. Hôm nay mấy vui không? Vui. Được đi đâu mà đưa mẹ tôi lên đi là thấy vui lại. Thôi thì bây giờ đói bụng lắm rồi, bây giờ phải xuống phía dưới làng á để mình ăn cơm lam. Lần đầu tiên đến đây khám phá và thử nghiệm ăn thử cái món cơm lam ở đây nó như thế nào. Ở đây có nuôi gà nữa hả? Ồ, cái con gà gì mà nó lớn gà tây? Không phải gà tây, con gì? Điếu gì á? Đà điếu không? Không phải gà tây, đà điếu. Đà điếu. Không phải nhập con tắm gà tây mà con đà điếu. Đà điếu con tây mà gà nào đâu? Ồ, béo. À, bên này là những cái nhà mà làm chum rượu nè. Phải không? Đó. Về bên kia. Ê, muốn về bên kia cho nó xé. Giờ gọi lên, nếu không ăn được đưa cho giùm đỡ ăn hơn giùm đỡ. Giùm đỡ thọt khách đói rồi. Thì như cái lần trước rồi, con có cái cửa. Như lần trước rồi, nét con đó. Sau khi tham quan khu vực du lịch sinh thái ở đây thì bây giờ cả nhà tôi lên lại vào cái nhà sàn ở bên góc bên này để ngồi ăn bữa cơm chiều. Đây là khu du lịch sinh thái gọi là Buôn Eco Ye Hong. Cái tên của nó rất là khá độc. Khu du lịch này nằm ở cách thành phố Buôn Ma Thuột khoảng 1,6 km. Về đây còn gọi là khu du lịch sinh thái của người đồng bào Ơ Đê. Đây là cái cổng bước vào. Đây là lần đầu tiên mà tôi lên đến cái khu này, cho nên cũng rất là bỡ ngỡ. Hôm nay có dịp tôi lên đưa mẹ tôi lên đến đây để tham quan du lịch khu sinh thái của người đồng bào dân tộc Ơ Đê. Phía trước là nhà hàng, thì ở đây họ cất những cái nhà sàn như thế này nè. Mình có thể ngồi bàn mình ăn hoặc mình có thể ngồi sàn để mình thưởng thức những cái món ăn đặc sản tại khu du lịch sinh thái ở đây. Về sau khi đi lòng vòng một chập thì cả nhà tôi lê đang ngồi.
đang ngồi ăn buổi ăn chiều ở đây nè. Đây là cái nhà sàn. Ồ, cung lem á hả? Rồi rồi, để coi thế nè. À, đây là cung lem, thì họ bỏ cơm ở trong ống tre, họ nướng như thế này. Đây là lần đầu tiên mà Tố Lê thấy cái hình ảnh cung lem, hồi giờ cũng chưa biết luôn. Đây là cung lem. Cung lem ăn với gà nướng. Gà rừng nướng. À, đây là gà rừng nướng này. À, cung lem họ nướng như thế này ngon quá hả? Mì vú heo. Còn cái này là vú heo. Vú heo nướng mì. Đổ ra nha. Dạ. Bị. Gọi là bị sữa. Bị sữa nướng mì. Đây, heo rừng nướng đây là heo rừng nướng ống tre. Ồ, một ống tre mà nhiều thịt quá hả? Thơm lắm luôn. Còn cái này, cái này là... Cái này là rau đắng chấm với lại... Rau rừng khao quẹt. Rau rừng luộc chấm khao quẹt. Nhưng mà trước khi ăn phải gọi. Rồi, mời cái nhà dùng bữa cơm chiều. Rồi. Hấp dẫn nhất là cái cung lem, lẽ quá đưa cho chị cho gì cái cung lem coi. Đây đây cô Tố đây. Đó, đây cung lem. Ồ nó nóng hổi luôn. Ngon lắm luôn. Ồ, ngon nhất là cái heo rừng mé, cái heo rừng nướng nướng ống tre nè. Quá chừng ngon luôn. Ngon không? Ghê cũng ngon luôn hả? Đâu được coi thôi. Ồ ghê hấp dẫn quá hả? Chấm với lại cái nước gì? Con lấy cùng với cô nè. Cô rồi thôi mời cái nhà dùng bữa cơm chiều với cái nhà Tố Lê. Đây là lần đầu tiên mình tới cái khu sinh thái mà của đồng bào dân tộc ở đây mình ăn nè. Ghê, ghê chấm muối ớt. Rồi mời cái nhà ăn. Nó nấu cơm hay nấu nếp? Ồ, cái này nè, bảo sao xó lên con ngon dữ vậy? Heo rừng hả? Heo rừng á? Nấu ống tre. Gồm cá sẻ hả? Rau rừng. Chấm khao quẹt. Cái khao quẹt này nó giống như là mắm kho tiêu của mình á. Heo rừng. Chấm rau là con. Ngon nhất là cái món bể sữa. Bể sữa heo. Nướng mì. Bị nấu sữa. Bị nấu sữa nghe mọi người, hay còn gọi là vú heo. Chấm này, chấm sốt thôi. Hay còn gọi là vú heo nè mọi người. Cái này chấm nó nè, không quen. Chấm. Ồ. Ngon quá hả? Cái ghê này, cái ghê đặc biệt, cái ghê này, ghê rừng nè, ghê nhè mình nè. Đúng không mấy? Ghê tri này chứ không phải là ghê ấy, nó ít mỡ hả? Ghê tri, ghê vàng tri. Ngon quá. Rồi, heo rừng, heo rừng. Ăn rau nè. Heo rừng nè, rau rừng nè, rau rừng chấm khao quyệt nè. Chấm rau rừng. Đó, mẹ, rau rừng mới chấm khao quyệt nè mẹ, ngon ăn ngay. Chấm khao quyệt. Đó, chấm khao quyệt ăn với lại cơm. Ngon quá. Cái cung ống tre này, cung lem này nè, nó dẻo, nó ngon ghê lắm nha. Cung quyệt ngon. Cái khao quyệt nó ngon hả? Ngon quá. Thơm ăn ngon. Đúng là lâu lâu mình lên rừng mình ăn ngon hả mẹ? Mẹ thấy ngon hả mẹ? Lên rừng ăn ngon hấp dẫn quá. Vậy về đó là toàn cảnh quan của khu du lịch sinh thái người Ơ Đê. Thì tại đây nó có hai khu. Lúc đầu mới vào thì Tố Lê không có rành. Đến đây thì Tố Lê cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn cô chú, anh chị, các bạn đã luôn đồng hành và theo dõi những cái video của Tố Lê nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú ở video tiếp theo. Chúc cả nhà một ngày mới thật là vui vẻ và an lành.